Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì kênh Thai TV 1 và Thai TV 2 xin tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn những cái thông tin liên quan đến thể thao Việt Nam. Cái thông tin đầu tiên thì mình muốn chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn cái trận giữa U20 Việt Nam và U20 Bangladesh vừa mới kết thúc và có kết quả như thế nào. Và cái thông tin tiếp theo nữa là một cái thông tin có thể nói là không có liên quan gì tới bóng đá, nhưng đây là một cái thông tin rất là vui đến từ bóng chuyền. Đó chính là LB Bank Ninh Bình đã có một cái trận đấu rất là quả cảm trước một cái đối thủ đến từ Kazakhstan, đó chính là Kuani, và LB Ninh Bình đã có một cái kết quả tốt, chính thức có được cái tấm vé vào chơi trận đấu chung kết của câu lạc bộ nữ châu Á nha quý vị. Đây là một cái thông tin rất là vui. Như vậy thì LB Bank Ninh Bình đã chính thức có được cái tấm vé chơi cái giải đấu là câu lạc bộ nữ của thế giới. Đó, thì đây là một cái thông tin hồi xưa giờ là chưa có một cái đội bóng nào ở Việt Nam của chúng ta có thể nói là tham dự được cái câu lạc bộ nữ thế giới, nhưng mà LB Bank Ninh Bình đã có được một cái kết quả, có thể nói là đạt được một cái thông tin gọi là đại địa chấn của bóng chuyền nha quý vị. Và bây giờ là cái thông tin đầu tiên, cái thông tin kết quả giữa U20 Việt Nam và U20 Bangladesh. Cái trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Bangladesh vừa mới kết thúc và có kết quả phần thắng nghiêng về U20 Việt Nam của chúng ta với tỷ số 4-1. Đây là một cái trận đấu có thể nói là kết quả thì nói là thắng đấy, nhưng mà mình rất là thất vọng nha quý vị đấy. Và đã để chính thức để tuột mất cái ngôi đầu bảng vào tay của Series trước đó vào lúc 16 giờ đã đá cái trận đấu trước đó với trận thắng đậm 11-11 trước Guam. Thì chúng ta đã biết được cái kết quả như vậy rồi, nhưng và sau cái trận đấu giữa Series và Guam ấy, thì chúng ta đã biết được cái kết quả là tới dương 9 đối với Series. Trước đó thì chúng ta là dương 8, Series thì là dương 5, nhưng mà sau cái trận thắng đậm đối với lại là Guam với tỷ số là 11 tức là dương 9 thì lúc đó thì là sẽ vượt qua chúng ta là dương 7, nhưng mà cái trận đấu giữa U20 Việt Nam của chúng ta hơn chúng ta là 6 bàn, thì cái trận Việt Nam và Bangladesh chúng ta ít nhất phải ghi được 6 bàn. Tức là khoảng cách giữa đội U20 Việt Nam và U20 Bangladesh là phải khoảng cách 6 bàn thì chúng ta mới có được cái ngôi đầu bảng đó. Nhưng mà cuối cùng thì Việt Nam của chúng ta không làm được, chúng ta chỉ thắng được 4-1 mà thôi. Qua đó là mất cái ngôi đầu bảng vào tay của Series. Và trong khi đó thì cái trận đấu cuối cùng thì chúng ta sẽ gặp trực tiếp Series. Và nếu mà muốn có ngôi đầu bảng thì chúng ta buộc phải thắng Series. Còn hòa là chúng ta mất ngôi đầu bảng và chúng ta ở vị trí thứ hai. Mà vị trí thứ hai quý vị và các bạn đã biết rồi, chưa chắc đã được tham dự vòng chung kết của U20 châu Á năm 2025. Đây là một cái kết quả rất là buồn. Tôi nói thiệt chứ, trước cái trận đấu thì tôi đã nói rồi, phải chơi hết mình, phải ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt, không có được để là Series họ hơn bàn thắng bàn thua mình. Nhưng mà chúng ta lại không có bản lĩnh. Hai cái trận đấu trước thì thắng Guam với tỷ số 5-0, thắng Guam với tỷ số là 5-0, rồi thắng Bhutan với tỷ số 5-0, rồi thắng Guam với tỷ số chỉ là 3-0 thôi. Đó, nhưng mà cái trận đấu cuối thì chúng ta chỉ thắng được Bangladesh với tỷ số 4-1. Và đây một cái kết quả đáng được thất vọng khi mà Series họ đã chính thức vượt qua chúng ta. Đấy, nhưng mà thôi thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem cái lượt trận đấu cuối cùng Series với Việt Nam thì chúng ta sẽ làm được gì trước Series nha quý vị. Chứ cái lối đá cái kiểu này thì thật sự là không ổn. Bởi vì U20 Series thắng đậm 10-1 trước Guam ở cái trận đấu sớm vào lúc 16 giờ thì U20 Việt Nam nhận thêm áp lực khi đối đầu với Bangladesh, thua thiệt về đối thủ về mặt hiệu số. Mục tiêu của U20 Việt Nam là vừa phải thắng đậm cũng như là bảo toàn lực lượng ở lượt trận đấu cuối. Huấn luyện viên Hứa Hồng Vinh cũng tung vào sân những cái cầu thủ tốt nhất của mình, trong đó có cả Lê Phát, Lê Đình Long Vũ, Công Phương, bàn mở tỷ số sớm đến khi Hoàng Minh Tiến đệm bóng trúng chân một cái cầu thủ Bangladesh vào lưới từ đường căng ngang của Mai Quốc Tú. Tuy nhiên kể từ thời điểm đó thì U20 Việt Nam chơi cực kỳ bế tắc với nhiều đường truyền hỏng, phải đến phút thứ 30 thì thủ môn Bangladesh mới bắt sai lầm, Hoàng Minh Tiến mới nâng cách biệt lên thành 2 bàn. Phút thứ 41 thì Bangladesh có được bàn rút ngắn tỷ số, nhưng cũng phải một phút sau đó thì Quang Việt nâng tỷ số lên 3-1 với cú dứt điểm từ xa vô cùng mãn nhãn. Sang hiệp 2 thì U20 Việt Nam vẫn cầm nhiều bóng hơn nhưng vẫn chơi rất là bế tắc, đội chỉ có thêm một bàn thắng nữa nhờ cú sút phạt trực tiếp của Công Phương ở phút thứ 80. Thắng Bangladesh với tỷ số 4-1 thì U20 Việt Nam đánh mất ngôi đầu vào tay Series. Ở lượt trận đấu cuối thì Việt Nam của chúng ta sẽ đối đầu với Series. Nếu không thể giành được chiến thắng thì thầy trò của huấn luyện viên Hứa Hồng Vinh sẽ có được ngôi nhì bảng ở vòng loại châu Á năm 2025. 10 đội
10 đội ở nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào chơi vòng chung kết. Như vậy thì nếu như mà chúng ta hòa với Syria ở lượt trận đấu cuối thì chúng ta chưa chắc có được cái tấm vé vào chơi vòng chung kết U20 châu Á năm 2025 nha quý vị. Vì trong 10 bảng thì họ chỉ có lấy là 5 bảng có đội nhì bảng tốt nhất thôi. Đấy, thì chúng ta nhì bảng nhưng mà phải so sánh với các bạn khác nữa. Đấy thì mình thật sự là mình thấy bữa giờ đá 3 trận là mình thấy là cái lối chơi của U20 Việt Nam của chúng ta có vấn đề. Tôi khẳng định là như vậy. Ở vòng chung kết U19 Đông Nam Á tại Indonesia vừa qua thì huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh cũng dẫn dắt xin lỗi tất cả quý vị và các bạn, cái khuôn mặt của mình nó bị cái gì á. Là cũng dẫn dắt U19 Việt Nam dự vòng chung kết U19 Đông Nam Á. Và cái giải đấu đó thì chúng ta đã thảm bại, nói chung là chúng ta thua toàn diện. Và tới cái giải lần này thì vẫn là ông huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh và không đưa được một cái nét nào cho U20 Việt Nam của chúng ta hết. Cái lứa mà U17 vừa rồi thì cũng thất bại ở giải U16 Đông Nam Á tại Indonesia, nhưng mà sau đó thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên Roland, một cái huấn luyện viên của U17 Hà Nội vô địch U17 quốc gia đấy, làm huấn luyện viên cho U17 Việt Nam. Và thật sự là thay ghế huấn luyện viên cái là ông đưa U17 Việt Nam của chúng ta tạo hết địa chấn này qua địa chấn kia. Khi mà chúng ta thắng Uzbekistan, một cái đội bóng cực kỳ mạnh, với tỷ số 3-0 luôn nha quý vị. Và sau đó thì chúng ta đã thắng U20 Nhật Bản đó với tỷ số là 1-0 đó. Từ khi mà đổi huấn luyện viên cái là như vậy. Và mình hy vọng là nếu cái lượt trận đấu cuối mà chúng ta hòa với Syria ở trên sân nhà của chúng ta, sân vận động Lạch Tray, thì hy vọng rằng nó thẳng ra luôn. Mình hy vọng rằng luôn nha, là cho dù là mình có được vào chơi vòng chung kết hay không thì cũng nên đổi huấn luyện viên. Có thể là mời ông huấn luyện viên Roland này, ông dẫn dắt U17 rồi U19 luôn đi ha. Mình thấy là ông này có tương lai lắm đó quý vị. Đó thì mình hy vọng rằng như vậy. Và bây giờ là cái thông tin thứ hai, là cái thông tin là LB Bank Ninh Bình chính thức giành vé dự ống truyền các câu lạc bộ nữ thế giới. Thì LB Bank Ninh Bình đã có trận đấu vô cùng xuất sắc trước Kuni của Kazakhstan để giành quyền vào chơi trận chung kết bóng truyền vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á năm 2024, qua đó có mặt tại giải thế giới diễn ra vào cuối năm nay. Đây là một cái thông tin có thể là tạo nên đại địa chấn cho bóng truyền thế giới nha quý vị. Set thứ nhất thì LB Bank Ninh Bình đã thắng đối thủ câu lạc bộ của Kazakhstan, đó chính là Kuni, với tỷ số là 25-23. Bị đánh giá thấp hơn đối thủ, LB Bank Ninh Bình thực tế đã gặp rất là nhiều khó khăn trước cái đối thủ và họ đã tấn công rất là đa dạng với chiều cao tốt của các cái mũi công bên phía Kuni. Đại diện Kazakhstan sớm có được lợi thế dẫn điểm ngay từ những cái điểm số đầu tiên. Tuy nhiên thì LB Bank Ninh Bình đã vùng lên mạnh mẽ và giữ cái khoảng cách giữa đôi bên dao động từ 1 đến 2 điểm, bước ngoặt xuất hiện ở những cái điểm số cuối cùng sau cú đánh ra ngoài của Sana đưa LB Bank Ninh Bình vượt lên dẫn trước. Đoàn quân của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã đứng vững trước những cái sức ép của đội bạn và vươn lên dẫn trước với tỷ số là 1-0 ở lượt trận bán kết này. Và set thứ hai thì LB Bank Ninh Bình đã thắng Kuoni của Kazakhstan với tỷ số là 27-25. Kuoni nhập cuộc mạnh mẽ ở set đấu thứ hai và sớm có được cái thành quả. Tuy nhiên đại diện Kazakhstan đã để lộ nhiều sơ hở tạo điều kiện cho LB Bank Ninh Bình bắt kịp điểm số và vươn lên dẫn trước ở thời điểm giữa set. Lợi thế dẫn điểm tiếp tục được đại diện Việt Nam duy trì ở những cái điểm số cuối cùng, bất tuyền khiến không ít người hâm mộ phải thót tim khi bị khóa chặt để Kuoni vượt lên có set nói chung là bằng điểm ở cái những điểm số tiếp theo. Sau sự tỏa sáng của các cầu thủ Ninh Bình đã giúp họ gỡ điểm và lấy lại được cái lợi thế trận và nâng tỷ số lên 2-0 ở set đấu thứ hai. Và tới cái set đấu thứ ba thì LB Bank Ninh Bình đã để thua 18-25 trước câu lạc bộ Kuoni của Kazakhstan. Bất ngờ để thua hai set đầu tiên, rơi vào tình cảnh bắt buộc phải thắng, thì ở set đấu thứ ba Kuoni đã thi đấu với hơn 200% sức mạnh của mình và đã hoàn toàn áp đảo LB Bank Ninh Bình. Chơi có phần trùng xuống Sana và các đồng đội rút
ngắn cách biệt, tiếp tục nuôi hy vọng lội ngược dòng ở cái trận đấu này. Set thứ tư thì LB Ninh Bình đã thắng 25-22 trước Cuny, một cái set đấu có thể nói là rất là hồi hộp, nhưng mà thật sự là rất là xuất sắc đối với lại là các cái cầu thủ LB Ninh Bình, như vậy là cực kỳ xuất sắc luôn rồi ha. Mình xem cái trận đấu, nói chung là mình để hai màn hình một bên thì U20 Việt Nam, U20 Bangladesh, một bên thì LB Ninh Bình và Cuny ở giải bóng chuyền nữ châu Á, thì thật sự là coi cái trận đấu mà bóng chuyền nó còn hấp dẫn hơn là cái trận đấu bóng đá của U20 Việt Nam với lại là Palestine nữa, nó rất là hồi hộp ha. Và đây là một cái phần thưởng rất là xứng đáng đối với lại LB Ninh Bình. Thật sự là cái đối thủ của Ninh được đánh giá cao hơn rất là nhiều ấy, nhưng mà chúng ta lại tạo được cái cơn địa chấn để mà chúng ta có được cái tấm vé vào chơi cái chơi trận chung kết của câu lạc bộ nữ châu Á năm 2025 và câu lạc bộ nữ thế giới vào cuối năm nay đó, ở năm 2024, và câu lạc bộ nữ thế giới vào cuối năm nay. Thật sự là rất là tuyệt vời. Xin chúc mừng các cái cầu thủ bóng chuyền nữ LB Ninh Bình nói riêng, cũng như là chúc mừng bóng chuyền Việt Nam của chúng ta đã có được một cái câu lạc bộ chơi được, nói chung giống như dạng như chơi World Cup gì đó, thì chơi các câu lạc bộ thế giới luôn đấy quý vị. Đó chính là những cái chia sẻ mà mình muốn chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây. Mình hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một video gần nhất. Xin chào. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu muốn mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại 0912 781067 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20%. Đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã yêu mến ủng hộ đăng ký kênh Thai TV 1, Thai TV 2 trong thời gian vừa qua. Và bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây. Mình hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.